Những thương vụ gọi vốn khủng của ngành công nghiệp tiền mã hóa trong năm 2022. 2022 là một năm đầy thách thức đối với ngành công nghiệp tiền mã hóa. Sự sụp đổ của Terra vào tháng 5 năm 2022 là điều mà các nhà phân tích coi là sự khởi đầu của mùa đông cờ crypto. Các công ty đầu tư mạo hiểm VC cũng cẩn trọng hơn với lĩnh vực này. Dữ liệu từ Onebase, nguồn vốn mạo hiểm cho các công ty khởi nghiệp tiền mã hóa đã giảm đáng kể từ 8,8 tỷ đô la Mỹ trong quý 1 năm 2022 xuống còn 6,2 tỷ đô la Mỹ trong quý 2 và còn 3,4 tỷ đô la Mỹ trong quý 3 năm 2022. Dẫu vậy ngành công nghiệp tiền mã hóa vẫn ghi nhận một số thương vụ gọi vốn khủng trong năm 2022. Một Galap. công ty đứng sau Boris Apiach Club đã hoàn tất vòng gọi vốn trị giá 450 triệu đô la Mỹ vào tháng 3 do Andreessen Horowitz dẫn đầu. Thương vụ này đã nâng mức định giá Gil lên 4 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, con đường đi đến thành công của Zuga đã gặp nhiều khó khăn khi thị trường NFT thời điểm ấy đang suy yếu. Đồng thời công ty cũng bị điều tra bởi Ủy ban chứng khoán và giao dịch Mỹ do bán chứng khoán chưa đăng ký. Hai Consensi Một thương vụ gọi vốn lớn khác đến từ Consensi được dẫn dắt bởi nhà đồng sáng lập Ethereum Jolubin. Đây là công ty xây dựng phần mềm tập trung vào hệ sinh thái Ethereum. Vào tháng 3 năm 2022, Consensi đã huy động thành công 450 triệu đô la Mỹ trong vòng gọi vốn Series D do Parafi Capital dẫn đầu, định giá công ty ở mức 7 tỷ đô la Mỹ. Nhưng kể từ đó, công ty này phải đối mặt với những chỉ trích do lo ngại về quyền riêng tư xung quanh phần mềm của mình, dù cho Lubin đã chấn an rằng họ đang nỗ lực giải quyết các vấn đề tiềm ẩn. Ba Polygon Foligon là một nền tảng blockchain lớp 2 được xây dựng dựa trên Ethereum với mục đích giúp mở rộng hệ sinh thái cho các ứng dụng từ trò chơi tới DeFi. Tháng 2 năm 2022, Polygon thông báo khoản tài trợ trị giá 450 triệu đô la Mỹ do Sequoia Capital dẫn đầu, cùng với sự tham gia của Tiger Global và SoftBank. Vào thời điểm đó, token độc quyền của Polygon, MATIC có mức vốn hóa thị trường là 13 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, hiện tại con số này đã giảm xuống mức 6,7 tỷ đô la Mỹ. Dẫu vậy, Polygon vẫn được xem là nhân tố bí ẩn của thị trường khi hoạt động NFT của công ty đang tăng trưởng tích cực. 4 Circle Tháng 4 năm 2022, Circle, nhà phát hành USDC, stable lớn thứ hai sau Tether, đã đóng vòng tài trợ trị giá 400 triệu đô la Mỹ với các khoản đầu tư từ nguồn tài chính truyền thống bao gồm BlackRock và Fidelity. Sau đó, công ty cũng có kế hoạch IPO thông qua việc sáp nhập SPAC với mức định giá 9 tỷ đô la Mỹ. Tuy nhiên, thỏa thuận này đã thất bại vào đầu tháng 12 trong bối cảnh không chắc chắn về sự chấp thuận của SEC. 5 FTX Hòa chung niềm vui với chi nhánh ở Mỹ, FTX cũng huy động được 400 triệu đô la Mỹ trong vòng Series C, qua đó nâng mức định giá công ty của Sam Bankman fried lên đến 32 tỷ đô la Mỹ. Khi ấy mức định giá này ngang với tập đoàn chứng khoán Deutsche Börse của Đức và mạng xã hội Twitter. Vòng gọi vốn này diễn ra chỉ vài tháng sau khi FTX nhận được khoản tài trợ khủng lên tới 420,6 triệu đô la Mỹ từ 69 nhà đầu tư vào tháng 10 năm 2021. FTX US, chi nhánh phục vụ khách hàng Mỹ của sàn FTX cũng gọi vốn thành công 400 triệu đô la Mỹ trong vòng Series A vào tháng 1 năm 2022 với mức định giá 8 tỷ đô la Mỹ. Nhỏ hơn Break tham bằng 0.5S trên